Hello các bạn, em review con Đình Long AVR 4311 chơi 9.2 luôn nha các bác. Em nó đây, máy hơi bụi một tí ha, hình thức thì 99% như mới, máy như mới, đầy đủ phụ kiện theo máy, vít setup, dây nguồn riêng, remote cảm ứng. Em đang đánh USB file lossless hay là gọi là file flash. Em đã xuất hình ảnh lên TV luôn nha các bác. File flash. Con này đánh tăng phôi giữa, hai sườn nhôm tản nhiệt hai bên, tiếng rất là nội lực. Đọc nhanh phà phà luôn các bạn. Hình thức thì 99%, máy đẹp như mới. Remote cảm ứng. Trên màn hình TV hoặc là trên mặt máy thôi được. Trên máy đây các bạn. Dây nguồn, remote, hình thức ngoài đẹp như mới. Rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Giữa cây cỏ mẹ ta uống cho cạn nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa bên hai súp nha các bác. Mộng như những cánh em tuyết ta. Chỉ hai súp. Có mình ta một súp hai. Yêu một người. Chỉ loa đây, chỉ cặp ba. Số bình nha. 580W, 100V. Bất điện giáp băng đời 2011, đời cuối cùng của sản xuất tại giáp băng tại Nhật. Sau qua này tất cả là đặt cửa hàng, đặt công ty lại tại China hết rồi.